Hello các bạn. Hello. Hôm nay phải làm sao, bốn anh em cố gắng làm sao xong cái lô này. Mục tiêu của bạn. Mục tiêu. Với lại cái điều của bạn ạ. Thì mong các bạn đón xem video của mình. Các bạn thấy địa chỉ và vui và thực tế thì các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh. Đừng quên chia sẻ nếu các bạn thấy hay. Đây, sếp mình đang rửa cái khung gió của bạn ạ. Sao giờ sếp? Hôm nay có mang tiền không? À, mang tiền, khỏi cần tiền. Mệt đúng không? Mệt. Jun hôm nay có mang theo tiền không Jun? Đâu có tiền đâu. Cần bao nhiêu vậy? Làm. Mập hôm nay có mang theo tiền không Mập? Mang làm gì? Mang không? Bao nhiêu? Làm gì? Mượn đánh số đề. Các bạn ạ, Mập thì muốn bán xe có đáy giá rẻ các bạn ạ. Giá rẻ cực sốc luôn. Các bạn alo số điện thoại này 0366818870, 0366818870. Các bạn liên hệ nha, hỏi giá chính chủ các bạn nhé. Hello anh em, đây là chiếc xe của anh Mập, là chiếc xe 150 triệu các bạn ạ. Đó, mình xin phép thay mặt những người anh em đam mê xe và nói giá trị của xe có đẩy, anh Mập tự chế ra chiếc xe có đẩy này 7 ngày 6 đêm không ngủ các bạn ạ. Thiết kế làm sao có được một chiếc cốc đẩy ngon lành như này. Anh Mập mua xe này là mua xe cũ các bạn ạ, là 45 triệu. Tất nhiên là 45 triệu đó là sử dụng không ngon các bạn ạ, không là không êm á, là chạy chưa được tuyệt vời cho lắm các bạn ạ. Thế nên anh Mập bỏ ra gần 80 triệu để làm sao để ngon lành một chiếc xe như này các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn chiếc xe nhông này, với lại cái chân sexy các bạn ạ. Bỏ là chiếc hình như là cái cây 50 cây cái gì nhỉ, cây 50 ở đóng tôn, đóng tôn đó các bạn ạ. Là đấy, bỏ 80 thì 150 triệu, làm 150 triệu à. Đó, mình không biết các bạn ạ, mình chỉ biết như vậy thôi. Nếu các bạn thấy mình nói xàm xàm thì các bạn bấm qua cái video khác các bạn ha. Đây là nói chung là mình nói xàm các bạn ạ. Đó, mình nói tào lao. Cái bơm hơi này là Mập lấy cái bình ga ấy các bạn, để bỏ vô để đổ các bạn ạ. Đó, cái bình ga mà nghe khuyên liệu ấy các bạn này. Đây này, đó, đổ ra, chế ra một cái thần bơm là cái thần đựng hơi các bạn. Đây này, nhìn đây này. Đó, các bạn nhìn cái này quen không? Đó, quá quen luôn. Đấy, đó, nhìn cũng xì cho cái này. Mập đổ ra chỉ mất 200.000 các bạn. Đi mua cái này. Cái này là 5 cân tất nhiên là 5 x 5 là 25 ha. Đúng rồi, đó. Đây. Đây. Đó. Bây giờ là xin phép được các bạn ạ, xin phép bây giờ nếu các bạn nếu mình thấy nói xạo thì bây giờ Mập mua xe này bao nhiêu, hết bao nhiêu? 44 triệu đúng không? Bây giờ mua cái đầu máy mới bao nhiêu tiền? 20 có bình chưa? Đầy đủ cả bình hả? Hoàn thành hả? Hình như nghe nói ông bạn nói là 22 mà 22 năm mà cả bình cả rát định mà. Đúng không? 20. Cái lốp bao nhiêu tiền? À, cái y này nhìn kỳ lạ quá các bạn ha. Đó. Đó. Cái y chống xét các bạn ạ. À. Không đồng hàng. Không đồng hàng luôn. Wow. Mà nếu mà chiếc xe này rát đi thì khoảng tầm bao nhiêu mới được giá? Chắc vô giá quá. Im ru các bạn ạ. À. 70 bán không? Hả? Một... bán lấy đâu ra tiền? Lấy đâu tiền để chạy xe để kiếm vài đồng một ngày đúng không? Anh Mập làm một tháng bao nhiêu tiền nhỉ? Một tháng xe lăn bánh khoảng tầm mấy ngày? Hả?
30 ngày hoặc 31 ngày. À, là một ngày là khoảng tầm mấy tấn? À, mập. Ít thôi. Thì một ngày, bây giờ mình nói luôn các bạn thì mình cũng biết mập kiếm được một ngày bao nhiêu rồi. Đó, cứ cho bình quân là mập kiếm một ngày là 7-8 xị một ngày. Cái tính ra thì 31 ngày, cứ cho là 4 ngày nghỉ đi, cho 10 ngày nghỉ đi các bạn ạ, là khoảng tầm 21 ngày là mập đi làm việc. Đó, vì là nếu mà bây giờ tháng này là mưa nó hơi nhiều, đi làm nó chạy xe thì nó ít, thì khoảng tầm một tuần làm có 3-4 bữa thôi. Nhưng mà tính ra thì một tháng mập kiếm 73 là 21 đủ. Là mấy chục các bạn. Hơi bị ghê, nếu mà mập đóng xe cao đẩy 150 triệu thì quá thoải mái. Thế nên mình nói là chiếc xe công nông 150 triệu bạn ạ. Nếu mà mập đóng thì nó quá là dư tiền luôn các bạn ạ. Đó, nếu mà không đi xe mà đi cưa cây thôi là đi cắt thuê cho người ta là một ngày. Xe này với xe người ta thua không có ben thôi. Đó, chỉ thua không có ben thôi các bạn ạ, còn lại là đi hết các bạn ạ. Nhưng mà chiếc xe ben người ta vẫn thua xe này các bạn ạ. Biết vì sao không? Là chiếc xe này ở đâu nó cũng đi hết các bạn ạ. Đó, nói chung là ở thành phố này, lăn quanh khắp huyện, nói chung là như vậy thôi. Thì các bạn theo dõi video của mình thì các bạn cũng đã biết rồi, đúng không? Cái này là clun dài. Bữa nay là hai ngày này là Amazon xếp cuối các bạn ạ. Amazon này, trong hàng xe đó có đậm mấy tấn hàng? 3 tấn thôi. 3 tấn hả? Ít vậy. Mà vô trong Amazon ạ. Amazon chưa chuyên nghiệp xếp cuối đâu các bạn ạ. Chuyên nghiệp chỉ cưa cây thôi. Đó. Mà Jun chỉ đam mê cưa thôi, còn lại đam mê xếp là việc của tôi. Đó. Còn chiếc xe này các bạn ạ, bây giờ là mình bật mí này, cái này là chiếc xe này xếp bún bán các bạn ạ. Đó. Chiếc xe này xếp bán 15 triệu các bạn ạ. Đó. Ba anh em làm thay không? Hai chiếc. Đây là ba anh em làm, còn xếp thì chạy đi đâu rồi các bạn ạ. Tí nó xếp mang bia uống. Đây các bạn. Các bạn nào muốn mua cái đầu máy này nè, bia bán này các bạn ạ. Bây giờ mình thay mặt sếp mình nói giá luôn 6 triệu. Máy 30 đảm bảo vẫn còn nguyên, vẫn còn ngon, vẫn còn xịn. Xịn sò các bạn ạ. Chứ bây giờ thay nong thay đồ. Bán cái này thì mua 38 á. Biết sao? Sếp mình muốn bán cái đầu máy này là mua cái đầu máy đề. Máy 40 hoặc là 38, 35 gì đó. Mình không biết. Tại vì sếp mình nhiều tiền các bạn ạ. Đó, sếp thích là sếp mua thôi mà. Sếp nói chung là ít khi nó lộ tiền ra để làm xe ngon các bạn. Nhưng mà chiếc xe này kiếm tiền hơi bị nhiều các bạn ạ. Xe huyền thoại đó là anh em trong buôn công nhận xe là huyền thoại các bạn ạ. Biết sao? Ở đầu nó cũng đi à. Đó. Có khi là nó ngủ ở chỗ nào ở trong rẫy người ta mình không biết các bạn ạ. Ít khi nói chung mà chiếc xe nó may mắn các bạn ạ. Nhìn nó bèo bèo vậy là chở hơn người ta. Đó. Ok chưa? Chiếc xe cậu đấy kia cũng khen xe này này các bạn. Tại vì hồi xưa lập nghiệp ở xe này các bạn ạ. Nó cũ xì chứ có thời tiết. Đồ nghề này, dao giết này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Là đó, đồ nghề. Hả? Thêm bia đó. Đây này. Các bạn thấy không? Đồ nghề. Quá trời luôn các bạn. Mình biết nói sao, sẽ đen này. Đó. Nói chung mà chiếc xe này kiếm tiền hơi nhiều các bạn ạ. Đây này. Đây là hồi xưa là chiếc xe nó đi bên nào nhỉ? Mập lái hình như là đi ngã 6 đúng không? Buôn Ma Thuột đúng không? Bị anh giao thông đập các bạn, bóp luôn. Đó. Đúng không? Nhưng mà hôm nay xe xếp chở khoảng tầm ít thôi. Tầm 2 tấn rưỡi hàng các bạn. Đây nhớt này. Đó. Chiếc xe huyền thoại thì luôn luôn sẵn sàng có chai nhớt. Đó. Đúng không? Đó, chiếc xe này sếp muốn bán thì bán nguyên mỗi cái đầu thôi các bạn. Sếp nói bán 6 triệu cái đầu đó. Đó. Em ai mua được, mua mai chắc đổi ý thêm á, chắc 8 triệu á. Vẫn còn ngon các bạn, nhìn nè. Vẫn còn mạnh nha. Chưa? Về chưa? Anh
trên da phát xe rồi. Trời mẹ ông, vừa rồi lúc nãy cắt ở đây không dọn luôn hả? Đường người ta đi hả? Hai chú rẫy. Ừ. Mình là chú rẫy các bạn ạ, đây. Đó. Thì trong lô vườn của mình thì có 4 chuyến các bạn ạ. Lúc nãy thì mình nói phét với chiếc xe cộng đồng, mong các bạn thông cảm nha. Tại vì nói phét thôi. Thực ra thì không có bán xe, không có bán bít này nọ ai đó các bạn ạ. Nói chung nói vui thôi. Đó. Mai mốt thì dọn xong, đốt xong rồi. Múc hố trồng cà phê sầu riêng này nọ này kia các bạn. Thì mình sẽ làm video nó lâu dài các bạn. Đó. Thì bạn thương mình thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Đó, đúng không mà Jun? Sao mà Jun thèm bia cho mà Jun ơi? Đang khát này. Đang khát hay là gọi sếp cho sếp mua hả? Sếp cũng lười làm lắm. Sếp mua. Sếp đâu uống bia đâu mà. Sếp mình thì không uống bê, không hút thuốc các bạn ạ, mà luôn chiều cho lính các bạn, lính thích. Sắp trên giới rồi. Sếp sắp trên giới rồi. Phải làm rồi. Đang còn tiền đấy. Đang còn tiền. Đây bây giờ là các bạn đón xem xe anh Mập bây giờ là chở được bao nhiêu tấn các bạn nhá. Bây giờ là mình chỉ đoán được 4 tấn 3 là hết cỡ các bạn ạ. Đó, xe của mình thì khoảng tầm 2 tấn 7, 2 tấn 8 gì đó, hết cỡ các bạn ạ. Đó. Bây giờ các bạn đón xem bây giờ là hai xe đi bán được bao nhiêu tiền các bạn ha. Đó. Mập cái mồm. Đây các bạn ạ. Bây giờ là cái đầu máy này, bây giờ là lên giá rồi các bạn nhá. Bây giờ lúc nãy mình nói 6 triệu rẻ quá các bạn ạ. Bây giờ sếp nói 7 triệu mới bán các bạn ạ. Đó, còn đầu máy của anh Mập thì đây. Máy mới mua leng keng chưa tháo thiết luôn các bạn. Bán được hiện tại bây giờ 10 triệu ai quốc thì quốc luôn. Đó, đề đếc cho cả bình luôn nhá. Đó, bây giờ mình đi thôi, không nói nhiều nữa. Lập tùm số. À, có pre hội vợ rồi. Đây là chú thầu đó, chú thầu đi lòng vòng các bạn ạ. Đó, đi mua cái đoán là 4 tấn 3 các bạn. Bao nhiêu? 6 tấn 4 20 kg các bạn ạ. Là bao nhiêu? 4 tấn 2 mình đoán là 4 tấn 3. 3 tấn 4. Đúng không? Đây các bạn, bây giờ là chiều chiều anh em phải ghé qua quán bún. Quán quen các bạn ạ. Đó, chiều chiều. Cái tên tìm một cô xem để làm một chuyện. Đó, làm sếp thật là khó các bạn ạ. Sếp thì không hút thuốc, không uống bia. Nhưng mà máy đệ thì sẵn sàng chiến đấu các bạn ạ. Đó, mỗi bia là hỏi. Này,